ra nhà. Biển đêm, sóng gỗ rì rào. Hello cả nhà. Hôm nay là đêm đầu tiên mình ở khách sạn đây, ở Mũi Né. Đó, có một góc rất là chiêu chiêu luôn nè cả nhà ơi. Không phải cái thùng rác đâu nha. Đây cái góc này, cái góc mà ánh đèn sáng lấp lánh này nè. Bây giờ mình là phòng của Nga thì bên đó đối diện đó, đây phòng bên đây đó, trước có hoa lá cành, đối diện biển luôn đó cả nhà. Đây là chiêu chiêu, gió biển rì rào đó. Eo tư là gió mưa, các bạn có nghe đi ăn xong tiếng sông vỗ nhấp nhô mưa chỉ tiếng sông biển khát khao khát tình yêu trong sân tiếng sông biển nhấp nhô sông vỗ nhớ xa. Đó, phòng mình chiêu chiêu, có bàn, có ghế, có giọng, nhưng mà ở trong thì mình bài bộn hơi là ấm đùm. Ở đây là khu bờ kè Mũi Né Hàm Tiến. Đó, xa xa ngoài đó có đèn chớp chớp là người ta không có cho ra hết mẹ. Có mọi người thấy xa có đèn chớp chớp. Rồi, đây bây giờ mình sẽ chụp hình check in. Đây là phòng kế bên nè. Rồi chụp hình thôi. Em được khi nhà cắt, mau lên. Mọi người cùng đón xem những bức hình lung linh của mình nha. Đây, bé Bơ bé bắt đầu, chào bà cô chú. Bé Bơ, chào bà cô chú nè. Chào bé Bơ, chào mà cô chú ơi. Hello, giỏi quá. Giỏi quá. Rồi, mami. Chào cả nhà. Mình mới gia đình mình mới vừa đi ăn tối vậy cả nhà. Xong rồi nha, còn hầm thèm đi dạo thêm vòng. Nhưng mà không thấy gì cắm điểm ăn được hết. Đó, mình nghe đi bộ vòng để mình đi về mình tập thể dục. Nghe tiếng sóng vỗ y âm, các anh chị và các bạn cả nhà có nghe không? Sóng vỗ bắt ơi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp. Con anh đang ngồi hả? Rồi mẹ lại chụp hình. Rồi mẹ lại vào mẹ chụp hình. Ở đây có cái thùng rác. Né thùng rác. Wow, ré thùng rác được. Sợ ai văn đồ đó nữa chứ. Không được à. Đồ từ lơ ta. Để về cái gì xót.